Dịch Phú Đông là một trong hai xã được huyện Phước Long chọn làm điểm chỉ đạo trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đến nay, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, nhân dân được tiếp cận và hưởng thụ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được chú trọng. Cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng khang trang, khởi sắc. Những thông tin trên sẽ có trong chuyên mục Phước Long xây dựng nông thôn mới tháng 6 năm 2022. Chuyên mục được phát vào lúc 7 giờ thứ Hai ngày 20 tháng 6 năm 2022 và phát lại vào lúc 17 giờ 55 cùng ngày. Quý vị và các bạn cũng có thể xem lại chuyên mục Phước Long xây dựng nông thôn mới tháng 6 năm 2022 trên địa chỉ website thbl.vn, youtube.com/bạcliutv, facebook.com/truyenhinhbacliu. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.